Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với chương trình video tiếp theo. Thì cũng khá lâu rồi mình không quay trở lại với video là review rìu sáo cho anh em nhà mình xem. Thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ review cho anh em một cực phẩm hàng dành cho khách, trả khách vào những dịp cuối năm hay là đầu xuân năm mới. Thì cái bộ này thì mình trả cho anh em cuối năm. Thì cái bộ mình đang để trước mắt hình em thế, đây là chính là bộ là còng vang D80 ba quả nhé. Thì cái bộ này thì khách đã đặt cũng khá là lâu rồi. Hàng này thì bây giờ nghĩa là sau một số thời gian vừa rồi nhà mình đang bận khá là nhiều với công việc, không có thời gian để hoạt động giúp cho anh em về có thể săn những bộ sáo rìu đẹp là sẵn thành ngon. Thì năm nay thì mình sẽ cố gắng sẽ review cho anh em nhiều hơn. Với cái thứ hai là năm nay sẽ cố gắng phục vụ cho anh em đầy đủ hàng hóa hơn, là anh em thể yên tâm là kiếm được một bộ sáo ngon như ý để chơi được trong những cái vụ bùng mùa gió ngon xịn, và đặc biệt nữa là chuẩn bị vào mùa gió nam rồi anh em nhé. Thì ok, đợi mình một chút xíu mình sẽ sâu cho anh em review kỹ chi tiết. Bộ này thì mình đang làm cho khách, thì anh này cũng ở Thái Bình, thì một khách gọi là thích chơi, mình cũng có gạ gẫm khá nhiều chơi hẳn dàn nhưng khách không thích, khách chỉ thích dàn chơi con này cho bộ 4m thì chỉ thích chơi còng vang thôi. Đây thì mình sâu kỹ chi tiết về sáo cho anh em xem nhé. Vâng, trước mắt anh em đây là bộ còng vang 3 nhá. Bộ này thì mình quấn quả cái này là gọi là gì ạ? Đai đồng. Đấy. Để mộc phun nhá. Đấy, màu vẩn của gỗ mít rất là đẹp luôn anh em nhìn này. Đấy, vân rất là xịn mịn luôn anh em nhìn nhá, rất là chất lượng luôn anh em nhìn này. Đó. Đấy, màu này thì mình đáp ứng theo yêu cầu khách hàng thôi, là anh em muốn để mộc. Và thật sự ra là cái màu mộc lại cũng là một cái màu rất đẹp và rất sang anh em nhìn nhá. Cái quan trọng là tại sao là mình lại chọn màu mộc, tại vì là đơn giản như này anh em ạ. Màu mộc thì bộ nào nó là tầm đẹp rồi này, vẩn đẹp rồi thì là mộc rất là đẹp. Không nhất thiết phải sơn quá nhiều màu. Lớn như trước đây ấy, là mình hay sơn đen ấy, bởi vì là đơn giản là tầm nó không được quá đẹp, nó không được quá nét thì mình phải sơn đen thôi. Còn bây giờ mà tầm được đẹp như này thì mình có thể để mộc cho anh em bình thường nhá, tự tin nhá. Đấy, đây là hàng giá trong phân khúc hàng bình dân, dễ chơi cho anh em thôi, giá nó cũng độ vừa phải. Thật ra là cái giá nhà mình làm hàng này, nhà mình nó cũng hàng thuộc vào hàng gọi là hàng kỹ một chút rồi, thì thành ra là giá thành nó mức độ trung bình, không quá thấp cũng không quá cao anh em nhé. Hàng quá cao anh em phải chơi sang những bộ vách gỗ hay là vách gỗ hay vách mếch thì đều sẽ có. Còn hàng này nó đang gọi là hàng, nó gọi là vách bình dân thôi anh em nhìn nhá. Đó, được chưa? Đây miệng anh em nhìn này, miệng cho mình nhá. Ok chưa nào? Chất lượng chưa nào? Đó, cái con này thì anh em hỏi mình khá là nhiều trước đây nhưng mình chưa bao giờ mình lên video cho anh em cả. Bây giờ mình là tiện thể lên cho anh em video nhá. Đây vẩn gỗ mít nhá. Gỗ mít 100%, nhà mình chỉ làm với vẩn gỗ mít. Nói không với vẩn khác anh em nhá. Không nói không với vẩn gỗ khác, chỉ nói chuyện là làm với vẩn gỗ mít anh em nhìn này. Chất lượng của nó này. Ôi, ok chưa nào? Đó, rất là khét luôn nhá. Là một cái bộ mà trong tầm giá đâu đó dễ chịu để anh em dễ chơi. Con này thì phù hợp cho anh em chơi rìu 4m. Thì hiện tại khách ở nhà mình đã đặt con này cho rìu 4m chơi. Đó, thì rìu thì anh đấy là rìu full carbon, thế cho nên anh ấy chơi bộ này. Còn nếu anh em chơi rìu tre anh em thể cộng được bộ còng nặng hơn một chút cũng ok. Đó, đây nhá. Đấy, vẫn là gì ạ? Vẩn tầm mộc này, quấn chỉ đỏ này và vẩn mộc nhá. Nó sẽ rất là lổi luôn anh em nhá. Nó rất là lổi luôn. Nhìn rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy, bộ này anh em mà trưng mà chơi thì ít nữa vào lúc mà gió mùa em nói thật với anh em chia sẻ thẳng thắn là con này đảm bảo anh em mà lên trên trời chơi cực kỳ sướng luôn. Đó. Nghe em sẽ du dưa rất là thích. Đấy, thật, đây là một trong những điểm nhấn, nếu mà so bản thân em chơi rượu thì em cũng sẽ lựa chọn những cái bộ còng vang. Âm nó chơi cũng khá là nhẹ nhàng và nó nghe nó cũng du dưa rất là thích. Đó, cho nên là anh em mà cũng khá là quan tâm vào những cái bộ như thế này, anh em phải nhắn tin đặt qua cho em nhé. Bên em vẫn sẽ hỗ trợ nhận cho anh em đầy đủ. Có điều là thời gian thì cũng cố gắng là tranh thủ cho anh em là nhận hàng nhanh hết sức có thể nha anh em nhé. Mặc dù là có thể nhận đơn cho anh em có thể chậm trễ, tại vì là cái công việc thì nó cũng lượng công việc, nó nhiều công việc khác nhau. Hay ra là nó cũng không quá là nhanh được, anh em thông cảm giống em, được chưa? Cái bộ này thì anh em nào mà chốt ưng thì bọn em vẫn có nhận làm cho anh em bộ y hệt như này, còn bộ này hiện tại là của khách rồi. Đó, review sơ qua cho anh em một chút, cơ mà là anh khách cũng muốn yêu cầu là có một cái video là review kỹ cho anh ngắm kỹ luôn những cụ thể thì tiện thể trình cho anh em xem ngắm luôn. Ok chưa nào? Anh em có nhận xét như nào bộ sáo như này thì anh em có thể comment cho xin ý kiến nhé. Đấy, xấu đâu này hay ưu điểm nó xấu như nào anh em có thể comment để mình biết, mình ý kiến mình gọi là cải tiến tốt hơn nhé. Đó, còn bộ này thì mình cũng sẽ một chút xíu nữa đây, thì khi mà buổi tối chẳng hạn mình sẽ nhờ anh em nào đó đi chỉnh âm, đi quay cùng mình để mình chạy con này mình quay tết âm cho anh em, được chưa? Đây sẽ là một bộ sáo mà sẽ cho anh em trải nghiệm một cái vần âm nghe khá là sướng êm nhé, đảm bảo anh em sẽ không làm anh em thất vọng với bộ âm của nó, được chưa? Còn anh em nào mà có nhu cầu anh em cứ liên hệ qua cho em, được chưa? Nhà em vẫn có là nhận tầm nhận vẳng đầy đủ cho anh em luôn, vẳng và tầm CC đã hoàn thiện rồi, hay thậm chí là vẳng mi tầm hay là vẳng mi tầm ấy mà thô vẫn nhận nhá. Đấy, anh em có thể lựa chọn đầy đủ thoải mái cho em, được chưa? Em đã chia sẻ cho anh em thẳng thắn đấy, anh em nào có nhu cầu thì anh em thể báo qua em nhé, hoặc liên hệ trực tiếp qua em. Còn bây giờ sẽ là phần cho anh em thẩm âm nhé, anh em đợi em chút xíu nha.